Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Phúc Yên là đô thị có bề dày hơn 100 năm tuổi với truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời và tinh thần nhiệt huyết cách mạng sâu sắc. Xuất phát điểm là một thị xã nhỏ nhờ có những giải pháp đồng bộ và bước đi phù hợp, biết khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có. Năm 2018, Phúc Yên đã được đón nhận quyết định trở thành thành phố. Điều đó đã tạo bước bứt phá ngoạn mục cho phát triển kinh tế xã hội của Phúc Yên trở thành thành phố thứ hai của Vĩnh Phúc. Nhịp sống, vóc dáng đô thị và những bề dày truyền thống lâu đời của một vùng đất năng động từ xa xưa. Với sự nhộn nhịp của công nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ vẫn còn trong tâm trí của ông Hưng. Có lớn lên tại đây, được chứng kiến sự thay đổi của Phúc Yên xưa và nay, thì mới cảm nhận rõ nét được sức sống mãnh liệt của một thành phố Phúc Yên hiện đại như hôm nay. Mọi thứ đã khác xưa, diện mạo đô thị hay đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nhận lên gấp nhiều lần. Là những điều nhìn thấy thật rõ nét chứ không chỉ là qua cảm nhận. Đời sống về vật chất và tinh thần thì nó cao hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng ngày xưa là mơ không thấy có. Ví dụ như nhà nào cũng có tivi và có internet. Thế mọi người đều có điện thoại thông minh để sử dụng. Thế rồi thì là các thứ đời sống về ăn uống, sinh hoạt các thứ thì khác hẳn ngày xưa người ta yêu cầu mà bây giờ người ta ăn ngon hơn mặc đẹp hơn ở cũng phải sang trọng hơn ví dụ nhà văn hóa đây là uh, các đoàn thể rồi là tập hợp rồi thể dục thể hình này rồi thì là rèn luyện sức khỏe này câu lạc bộ bóng bàn này rồi câu lạc bộ dưỡng sinh này trong khoảng 5 năm trở lại đây thu ngân sách của thành phố phúc yên luôn vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Sự phát triển về kinh tế là điều kiện cho Phúc Yên đầu tư để phát triển đô thị xứng tầm. Với hệ thống giao thông, dự án nhà ở đô thị và xa hơn nữa là những dự định, lộ trình, bước đi rất rõ ràng của một thành phố trẻ để nơi đây trở thành một thành phố đáng sống. Chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2020, Phúc Yên đã dành khoảng 100 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị. Các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, mang lại diện mạo mới cho thành phố thêm khang trang, thu hút các nhà đầu tư và tạo ra nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống của người dân. Đầu năm 2022, địa phương sẽ triển khai thêm nhiều dự án, trong đó có hai công trình hạ tầng đô thị trọng điểm trị giá hàng trăm tỷ đồng, giúp thành phố rút ngắn lộ trình hướng đến đô thị loại 2. Chúng tôi đã xây dựng cái đề án phát triển đô thị của Phú Yên giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045 và đề án này đã được ban thường vụ tỉnh ủy phê duyệt vào tháng 9 năm 2021. Nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy là một điều kiện rất thuận lợi cho Phú Yên phát triển đô thị trong giai đoạn sắp tới. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ xây dựng Phú Yên thành một cái trung tâm kinh tế lớn của tỉnh. Phúc Yên đang khẳng định là một đô thị trẻ, năng động, hiện đại, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, nằm trong chuỗi đô thị hạt nhân hợp nhất của tỉnh, dự vững vai trò là đầu tàu kinh tế của Vĩnh Phúc. Ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng được xem là bước đi cần thiết phù hợp trong xu thế hội nhập hiện nay. Đặc biệt, việc ứng dụng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, tạo tính minh bạch mà còn giúp học viên có kỹ năng thực chất, ứng xử văn hóa khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Để đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo sát hành lái xe, các trung tâm đào tạo sát hành lái xe trên địa bàn tỉnh đã đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ từ phương tiện dạy lái đến phòng học, sân tập đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Hầu hết các cơ sở đào tạo đã trang bị hệ thống máy chiếu phục vụ công tác giảng dạy, trang bị đủ máy vi tính cho học viên học luật giao thông đường bộ và sử dụng phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đặc biệt trên mỗi xe ô tô sát hạch đều gắn camera tự động để nhận biết chính xác học viên đăng ký học và dự thi. Cùng với đó phần xa hình với các bài thi mà học viên phải trải qua tất cả được lắp cảm ứng từ qua đó giúp cho việc dạy và học thuận lợi hơn rất nhiều. Thực tế những cái tình huống giao thông cũng như là những cái kỹ năng các bộ môn cơ bản trong quá trình giảng dạy học viên sẽ tiếp thu rất nhanh. Về thực hành thì học viên sẽ tham gia vào học thực hành được trên các thiết bị chấm điểm tự động giáo viên bản thân giáo viên giảng dạy tối học viên cũng sẽ rất dễ dàng. Qua thực tế triển khai thực hiện cho thấy việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đặc biệt là việc bổ sung các quy định mới vào đào tạo đã giúp cơ quan nhà nước quản lý được thời gian học lý thuyết cũng như thực hành của các cơ sở đào tạo, qua đó hạn chế tối đa tình trạng cắt xén chương trình, ngăn chặn tiêu cực, giúp người điều khiển phương tiện giao thông nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh việc áp dụng công nghệ thông tin thì sẽ giúp ích rất là nhiều cho việc đánh giá người học thứ nhất là môn thi lý thuyết môn thi pháp luật giao thông đường bộ thì sẽ được đánh giá trên máy người học sẽ được đánh giá thực lực không có sự tác động can thiệp của con người thứ hai nữa là việc thi thực hành trên sân thì cũng được chấm bằng thiết bị hiện đại Bên cạnh đó, để công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe ngày càng đi vào nền nếp, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe để những tài xế khi tham gia giao thông có kiến thức và ý thức tốt hơn. Để đảm bảo an toàn giao thông, việc tăng cường đào tạo kỹ năng lý thuyết cũng như thực hành cho lái xe đóng vai trò rất quan trọng. Bên cạnh hoàn thiện bổ sung giáo trình Sở Thông yêu cầu công tác sát hạch cần đảm bảo nghiêm túc, thực chất và phải được giám sát chặt chẽ về công đoạt, tác đào tạo phải được ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng hiệu quả và thực tế đào tạo sát hạch lái xe. Có thể thấy rằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại cùng với sự vào cuộc sát sao đồng bộ của các ngành chức năng, việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày càng được minh bạch đáp ứng nhu cầu học thi cấp giấy phép lái xe của nhân dân, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, trong năm 2021, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,61%. Tính theo kỳ báo cáo từ ngày 21 tháng 12 năm 2020 đến ngày 20 tháng 12 năm 2011, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tiếp nhận mới 57.426 hồ sơ, tồn ký chức chuyển sang 2.652 hồ sơ. Lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 60.078 hồ sơ đến hạn giải quyết là 57.403 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 57.177 hồ sơ, đạt 99,61%. Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 226 hồ sơ, chiếm 0,39%. Có 1.632 hồ sơ, chiếm 2,84%, các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ. Trung tâm đã trả 53.060 kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân. Có 16 cơ quan đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 21.544 hồ sơ. Trong đó có 946 hồ sơ nộp mức độ 3 và 20.598 hồ sơ nộp mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 23,4% trên tổng số hồ sơ của các sở ngành tiếp nhận giải quyết. Về dịch vụ thanh toán trực tuyến trong năm 2011 đã phát sinh thanh toán trực tuyến phí lệ phí thực hiện thủ tục hành chính đối với 11.114 trên 25.613 hồ sơ đạt 43,4%. Phải thu phí lệ phí với giá trị là trên 5 tỷ đồng. Nộp nghĩa vụ tài chính trực tuyến về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia phát sinh 7.907 khoản thu với tổng số tiền là trên 42 tỷ đồng. Tòa nhân dân huyện Vĩnh Tường vừa đưa ra xét xử bị cáo Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1965, trú tại thôn Trợ, xã Nghĩa Hưng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường, khoảng tháng 9 năm 2010, Trần Ngọc Sơn nhờ người đăng ký lập cho Sơn tài khoản Facebook có tên Trần Giảm, đăng nhập trong ứng dụng Facebook cài đặt trên chiếc điện thoại di động của Trần Ngọc Sơn. Sau khi lập được tài khoản Facebook, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 5 năm 2011, Sơn đã chia sẻ và tự soạn thảo rồi đăng lên trang cá nhân của tài khoản Facebook có tên Trần Giảm của Sơn. 90 bài viết có nội dung vi phạm pháp luật của những nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi của Trần Ngọc Sơn là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, xâm phạm lợi của nhà nước, quyền lễ hợp pháp của tổ chức cá nhân, được pháp luật bảo vệ, nên cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trên cơ sở đánh giá toàn bộ chứng cứ, tình tiết của vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo, hội đồng xét xử có đủ căn cứ để truy tố bị cáo Trần Ngọc Sơn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Sơn 2 năm 9 tháng tù giam.